Sư sư, cách đây về tháng, còn có chuyến leo núi đến một viện trên núi. Trong ngày thọ giới bắt con trai, con đã phạm ăn chiều. Con nghĩ con ổn nên đã thọ giới, nhưng sau đó con đói bụng, đau bầu tử nên đã ăn chiều. Ăn nhầm đồ ăn của sư, lúc đó con không biết đó là đồ ăn của sư. Cô bếp chỉ bàn trong nhà bếp, nói có đói bụng thì từ lấy đồ ăn pha nước uống. Vì có người thọ giới và có người không thọ giới bắt con trai vô tình có ăn nhầm hũ bánh trên mâm riêng để trên bàn con cứ nghĩ đồ ăn trong tủ kiến mới là của sư con có nghe nói trong phần vấn đáp trước đây ăn đồ ăn của vị sư thầy tu là phạm giới khá nặng đọa địa ngục bữa đó con nghe xong sấm sấm hồn và rất nặng lòng vì nghiệp đã lỡ tạo cuối tháng này con có ý định quay lại thiền viện đó để cúng dường bánh và con ăn mà con ăn nhầm và xin gặp vị sư chủ trì để sám hối lỗi lầm con đã phạm nhưng con cũng lo không biết việc con xin gặp vị thiền sư đó có làm mất thời gian của ngài không, à, hoặc con có đủ duyên để xin gặp ngài không. Nếu con không gặp được thì con có thể cúng dường và sám hối trong tâm thôi có đủ không? Đây. Thì nó như thế này. Cái câu chuyện về con quả đó ăn cái phần thực phẩm mà người ta đem chuẩn bị người ta dân cúng cho các cho tăng đoàn mặc dù con quà nó không biết nó không biết nhưng mà nó vẫn đọa địa ngục lý do là như thế này mặc dù nó không biết đây là thực phẩm dân cúng cho tăng đoàn nhưng nó ý thức được cái đó không phải của nó và đồ ăn này là uh, gọi là cái gì ta không dành cho nó người ta không có cho nó nó biết đó là của không cho và nó cố ý lấy mặc dù cái sự cố ý lấy đó, đó là nó lấy trong cái sự thiếu hiểu biết giống như một cái đứa bé đó nó uh, nó bẻ chân con trùng con dế hả huh? À, nó không biết nó chỉ đơn giản là nó không biết là cái việc đó là ác nghiệp thôi nhưng mà nó có chủ ý có chủ tâm bẻ chân con trùng con dế chính cái chuyện đó làm nên nghiệp con quạ cũng vậy mặc dù nó không có ý thức được nhưng mà nó có chủ ý lấy của không cho cho nên ý nó mới đọa địa ngục còn trong trường hợp À, mình nghĩ rằng cái vật đó đó là cho mình, ha, mình nghĩ rằng vật đó là cho mình và mình lấy, sau đó mình biết thì khi mà mình lấy đó mình không có ý lấy của không cho, cho nên ấy mình không có phạm giới. Ừ. quý vị phải phân biệt rõ cái chỗ này. Tuy nhiên nếu mà quý vị thấy không có yên thì có thể cúng dường ha, có thể cúng dường lại chưa tăng thì đó cũng là một cơ hội để quý vị tạo phước còn cái chuyện mà quý vị có gặp vị thiền sư hay là gặp vị sư trụ trì á thì sư thấy rằng quý vị đừng có sợ ông sư cũng không phải là con cạp con sư tử quý vị có thể trình bày xin sám hối thì cái chuyện nó cũng đơn giản thôi chỉ có một cái là có đôi khi có một vài vị sư thì tránh làm phiền cái kiểu như hâm mộ thì tới gặp thì nó cũng rất là tốt nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi một ngày mà 10 người chục người như vậy chỉ riêng cái việc tiếp khách thôi thì vì đó sẽ không còn thời gian cho việc khác. Tuy nhiên nếu như mình có cái lý do thì mình có thể uh, xin và nếu cần thiết thì vì đó cũng sẽ gặp ừ. cũng đừng có nghĩ quá nhiều.